Trong video này chúng ta sẽ thực hiện đó là tạo ra các phần danh mục tin tức. Như các bạn thấy ở đây, trang website demo của chúng ta có các phần danh mục trong phần menu như là thời sự, danh mục thế giới, danh mục kinh doanh, danh mục thể thao. Ngoài ra, mỗi danh mục cha còn có các danh mục con. Và như vậy, khi chúng ta thực hiện nhấn vào một danh mục, ví dụ như tôi thực hiện nhấn vào menu thời sự, thì các bạn thấy rằng chúng ta đến được một trang, đó là trang danh mục thời sự, sẽ chứa các bài viết thuộc về danh mục thời sự, cũng như là khi chúng ta nhấn vào đó là danh mục kinh doanh, thì lúc này trang của chúng ta sẽ tập hợp các bài viết thuộc về đó là danh mục kinh doanh. Và như vậy, để thực hiện tạo ra các phần danh mục này thì chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Và ở đây, trong video này chúng ta chỉ thực hiện tạo ra một số danh mục tượng trưng để chúng ta có thể biết được đó là cách chúng ta tạo ra một danh mục cha và tiếp tục cách để chúng ta tạo ra một danh mục con trong website tin tức của chúng ta như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện quay trở lại đó là phần hosting vnetred.vn. Lúc này tôi sẽ thực hiện truy cập vào phần quản lý admin. Bây giờ chúng ta thực hiện đi vào đó là menu bot, và ở đây các bạn thấy một menu phụ được sở ra cho chúng ta. Và để thực hiện tạo ra các danh mục này, chúng ta chỉ việc đi vào đó là menu category. Và các phần danh mục như là feature chúng ta cũng không cần thiết sử dụng, do đó tôi có thể tắt đi phần danh mục này. Tôi sẽ chọn vào đường liên kết đó là delete. Đầu tiên tôi sẽ thực hiện tạo ra một danh mục có tên đó là thời sự. Thì chúng ta nhập vào phần tên ở đây với giá trị đó sẽ là thời sự. Tiếp tục phần giá trị slot này chúng ta sẽ để rỗng. Và danh mục thời sự này thuộc về con của một danh mục nào hay không? Và ở đây danh mục thời sự là một danh mục cha và không thuộc về một danh mục nào. Do đó phần giá trị parent chúng ta sẽ để đó là một giá trị none. Tiếp tục phần depression chúng ta có thể để rỗng cho phần nội dung này. Và sau đó tôi thực hiện click vào button add new category. Và như vậy các bạn thấy chúng ta cũng tạo thành công đó là danh mục thời sự. Và tiếp tục bên trong danh mục thời sự này chúng ta có hai danh mục con, đó là đại hội đảng 2 và giao thông. Và tôi cũng thực hiện tạo ra lần lượt hai danh mục này. Đầu tiên sẽ là giá trị đại hội đảng 2, chúng ta sẽ đưa vào cho phần nem. Tiếp tục đại hội đảng 2 là một danh mục con của danh mục thời sự, do đó parent chúng ta sẽ chọn đó là giá trị thời sự. Và tôi cũng thực hiện click vào button add new category. Như các bạn thấy, đại hội đảng 2 của chúng ta hiện giờ là một danh mục con với cha của nó sẽ là thời sự. Và tiếp tục chúng ta thực hiện tương tự cho danh mục giao thông, và danh mục này cũng chính là danh mục con của thời sự, do đó phần giá trị parent chúng ta sẽ giữ nguyên phần giá trị này. Thực hiện tương tự chúng ta sẽ đến với đó là danh mục thế giới. Như các bạn thấy ở đây, danh mục thế giới của chúng ta gồm hai danh mục con, đó là tư liệu và người Việt năm châu. Tôi cũng thực hiện đưa vào đây danh mục cha là thế giới và danh mục cha, do đó chúng ta sẽ chọn parent với giá trị là none. Tiếp tục chúng ta sẽ tạo ra danh mục tư liệu và người Việt năm châu. Thì danh mục tư liệu của chúng ta là con của danh mục thế giới. Tiếp tục chúng ta cũng thực hiện chọn vào new. Và sau đó chúng ta sẽ đến với danh mục người Việt năm châu. Thì danh mục này là một danh mục con của thế giới. Tiếp tục tôi thực hiện chọn add new. Như vậy các bạn thấy danh mục thế giới của chúng ta đã có hai danh mục con, người Việt năm châu và tư liệu. Sau đây chúng ta sẽ thực hiện tạo ra một danh mục tiếp theo, chính là danh mục kinh doanh. Đây là một danh mục thuộc về cha, do đó parent chúng ta chọn vào một giá trị đó là none. Bên trong của parent thì chúng ta có các danh mục con như là doanh nghiệp và bất động sản. Tôi cũng thực hiện đưa vào đó là tên của category. Đầu tiên chúng ta sẽ có giá trị doanh nghiệp, và lúc này doanh nghiệp thì là con của danh mục kinh doanh. Chúng ta cũng chọn vào add new. Và một danh mục cuối cùng ở đây sẽ là danh mục bất động sản. Tôi thực hiện copy phần nội dung đó là tên bất động sản, chúng ta thực hiện đưa vào cho tên của category, và nó cũng thuộc về con của kinh doanh, do đó chúng ta thực hiện nhấn vào add new category.
Và như vậy các bạn thấy rằng chúng ta đã hoàn thành việc tạo ra một số danh mục, đó là thời sự, thế giới, kinh doanh cũng như là các danh mục con. Và thông qua video này thì các bạn cũng biết được đó là cách để chúng ta có thể tạo ra các danh mục tin tức theo cấp cha, con như thế nào.